Chuyện gì xảy ra vậy? Được thôi. Chắc là ở đây. Ồ không. Ồ, để gọi chị đi mà. Đi mà, đi mà. Còn có nghe mẹ không? Alo, đi mà. Dân dân, chuyện gì vậy? Mẹ cần giúp đỡ, xe của mẹ bị hư được, rồi. Được, con đến ngay. Đi mà, đi mà. Chờ con, đi mà. Vấn đề ở đâu vậy? Đây, đây. Được rồi, đừng lo lắng. Được rồi, cảm ơn. Mà cảm ơn nha, làm tốt lắm. Tạm biệt. Không có gì, tạm biệt. Ồ không, bánh xe rơi ra rồi. Giúp tôi với. Sửa xe, mở nó ra, mở nó ra. Ừ, ai vậy? Chào anh thợ sửa xe, làm ơn giúp tôi. Xe của tôi bị hư rồi. Vâng, được thôi. Sửa ơi, tôi ở đây nè. Nhìn đi, bánh xe của tôi bị mất rồi. Làm ơn sửa xe giúp tôi đi. Được thôi, không thành vấn đề, tôi sẽ sửa nó. Lựa cho tôi một bánh xe đi. Ok. Hãy sửa cái xe hơi này. Thank you.
Cần được giúp đỡ. Dạ được, con tới liền. Cảm ơn con, mẹ đợi ở đây nha. Nè nè nè, dừng lại, dừng lại. Không hiểu luôn, cái gì vậy chứ? Nè nè nè, dừng lại, dừng lại. Hey. Trời ơi, thiệt tình. Mẹ văng ra rồi. Con sửa giúp mẹ đi. Dạ được, dĩ nhiên rồi, không thành vấn đề. Tốt lắm.
chuyện gì vậy? Ồ không, xe của mình hư rồi. Kiểm tra nào. Tôi cần giúp đỡ. Ồ, lính cứu hỏa. Alo. Chờ lính cứu hỏa, tôi gặp rắc rối, xin giúp tôi. Được rồi, tôi nghe, tôi tới liền. Cảm ơn, tạm biệt. Chờ anh lính cứu hỏa, nhìn xe của tôi đi. Xin chào, đừng lo lắng. Wow, thật tuyệt vời. Cảm ơn lính cứu hỏa nha. Dạ không có chi. Bị mất rồi. Chúng ta phải đến trạm dịch vụ thôi. Mở cửa đi, tôi cần giúp đỡ. Nhanh lên nào. Xe tôi mất bánh rồi. Xin chào, làm ơn sửa xe giúp tôi. Được thôi, cho tôi 1 giờ đồng hồ. Bây giờ tôi sẽ đi ăn trưa. Khi nào xong thì gọi cho tôi. Ok. Không, nhìn tệ quá. Điều chỉnh của tôi. Alo. Xe của cô xong rồi. Tôi tới liền. Cô có thích không? Cái gì đây? Mấy bánh xe này to quá.
nhìn hay mà, đúng không? Tôi không thích nó. Ồ, tôi sẽ lấy xe của bạn. Tạm biệt. Ok, tạm biệt.